Hi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang quay trở lại với kênh của Nhung Nara Cuộc Sống Trung Quốc. Bữa nay ngày thứ hai cho Vinh đi lớp rồi nè. Trời ơi, bữa nay á tự động chạy vào luôn, thấy các bạn đang tập thể dục á, hào hứng lắm. Cả một cái trường bự như vậy nè mà chỉ có 3 lớp học thôi á cả nhà. 3 lớp theo 3 độ tuổi khác nhau. Tại vì á, tại trong thị trấn em á, tôi có tới mấy cái trường mẫu giáo lận. Cho nên là mọi người ở trong thị trấn á có nhiều sự lựa chọn á. Thế nên là có nhiều người ở trong thôn á, người ta cũng không có cho con đi học ở trường này, mà người ta cho con lên trên trung tâm thị trấn học trường ở trên đó. Rồi có xe của nhà trường đưa rước vậy á. Nhưng mà em cảm thấy là học gần nhà vẫn tốt hơn. Tại vì khi mà mới bắt đầu đi học á, thì chủ yếu là đi làm quen thôi, chứ còn chưa có học được cái gì nhiều. Cho nên là đi học xa thì nó cũng hơi bất tiện. Đi gần nhà thì ví dụ như mà có việc gì á, là mình có thể chạy ra liền. Với lại số lượng học sinh ở trên thị trấn á, thì sẽ đông hơn là ở dưới thôn này. Thì cái chất lượng giảng dạy á, nó sẽ không có được bằng ở đây. Và các cái sự quan tâm của cô giáo á, nó cũng không có được nhiều như ở đây. Tại vì mình cái lớp mầm của Ginh thôi á, là đã có 3 cô lận. Một cô đang mặc áo hồng đang đứng ở trên, một cô đứng ở dưới này, và một cái cô mà trực cổng á, là cũng là phụ trách quản các em nhỏ ở lớp mầm luôn á cả nhà. Là lớp mầm tổng cộng có 9 đứa cả, tính cả Ginh luôn á, mà tới có 3 cô giáo quản giáo luôn. Nên là mỗi em đều được quan tâm rất là tận tình, rất là kỹ luôn. Nên là em quan sát từ hôm qua tới giờ á, thì em thấy là cái sự chăm sóc của các cô ở đây á, rất là tốt. Nên là cũng rất là an tâm luôn cả nhà. Lúc mà chưa cho Ginh đi học á, thì cứ suy nghĩ hoài, cứ sợ là không biết ở trên trường á, thì cô giáo á, khi mà không có mình ở đó, người ta đối xử con mình như thế nào. Rồi nó mà không nghe lời, rồi có bị ăn đòn không, mà đủ kiểu hết trơn. Nói chung lo đủ thứ hết á. Nhưng mà đến đây thì thấy cô á, các cô đối xử rất là nhẹ nhàng, rất là ấy luôn. Vì Ginh á, mới đến cho nên là các cô để cho Ginh tự kiểu như thoải mái một chút á. Không có ép buộc là bắt buộc phải đứng vào đội hình liền đâu cả nhà. Để cho nó quen trước đã, để cho nó biết là mọi người đang làm gì, rồi để cho nó làm quen dần á. Rồi mới từ từ cho nó vào đội hình nè. Giờ lên đi về. Thấy Ginh nó chịu ở trong lớp rồi, em đi về cả nhà. Đi về nấu ăn chút xíu nữa lên đón Ginh về. Một buổi học thì khoảng 8 giờ rưỡi sáng em đưa lên, thì đến tầm 10 giờ 50 là lên đón là vừa, tầm hơn 2 tiếng một chút. Còn buổi chiều thì 2 giờ đến 4 giờ rưỡi cả nhà. Cũng 2 tiếng rưỡi, và một ngày học 5 tiếng ha. Nói 5 tiếng chứ cũng chẳng đến 5 tiếng nữa. Ba mẹ chồng chắc đi ra rẫy rồi quá. Thấy cửa khóa à. Chắc đi ruộng rồi. Đi ra ruộng rồi. Giờ em chuẩn bị này, táo đỏ với lại ở trong tủ còn một ít nấm hương ha. Lấy một ít táo đỏ xuống rồi. Táo đỏ. Táo này nó bự thì em sẽ thái cho nó thành miếng như vậy nha. Nhà thấy em cắt không? Cắt 3-4 bên rồi mà hạt không thấy đâu hết trơn á. Nhiều thịt lắm. Bao la luôn. Táo đỏ và táo nhỏ thì mình bỏ nguyên trái, mình táo to như em thì mình xách ra. Em thích, em cũng có táo nhỏ nhưng mà em không bỏ, em thích bỏ táo bự. Thì táo bự cái phần thịt nó nhiều á, thì cái chất dinh dưỡng trong cái một cái trái táo như vậy á, thì nó sẽ nhiều hơn là trong cái trái táo nhỏ cả nhà. Rồi,
Sẵn nhà còn hai trái bắp, bỏ hết vô nước. Qua em mua được nửa con gà nên là em sẽ hôm nay sẽ làm canh gà ha cả nhà. Mình sẽ đi rửa lại với muối nha. Thêm một chút muối đi rửa, rửa cho nó hết cái phần máu tanh đi ha. Rồi. Cho nguyên liệu vô nồi nha. Mình sẽ cho cái phần gà vô nè. Cho bắp vô. Nói chung là mình cho hết tất cả những cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị vô nha. Táo đỏ với lại nấm hương ha. Cho thêm một ít kỳ tử nè. Thêm hành với lại gừng vô nha. Sau cùng thì em sẽ thêm nước. Giờ thì đậy nắp đi đem đi hầm ha cả nhà. Cả nhà ơi, 8:30 giờ ăn cơm trưa. Đến đón Ginh mà cửa khóa. Qua lại. Hồi chào bà. Cô giáo đang dắt Ginh ra nè. Nói hả, lên lớp một mình cô này kèm Ginh luôn á.我走的时候他乖不乖？那跟着娃娃去的时候，大家该叫什么带好大伙儿。啊，完事都是一说出来，立马全都出来叫我拉着他回去，别，哦，叫他去尿一泡，泡不酸大，尿了的，尿了点。啊，太脏了。嗯，让他叫他出来。啊，你先叫他饿了再饿会。好，算了算了，太热了，太热了是吧？带他回去，为了我再炖汤，他奶奶爷爷都出去没在家。哦，我就带接他回来看。那行，那行，那下午我再来吧。下午再来。行，好，谢谢老师了，辛苦了。没事，没事。好，我们走了，走吧。拜拜。关门，关门。好，来，拜拜，说拜拜，会说拜拜，拜拜，拜拜，下次再见，说。拜拜。好，我们走了。好的。
去哪？你们去踢油菜。又去油菜。还没踢完。再踢一扇都完。啊。王子怎么回来？回来了，在楼上。如果他怎么回来？十点多我就得跑去接他了。他看着跟人家中不中？中吧。老师说就是现在还不会听话，不过还有点随意，想做什么说什么，他不听话。不过慢慢来吧，有，就是昨天到现在有点那个习惯那里一点，又今天早上带门口了，直接跑进去，人家一起跳舞，就可以了，就感觉有点习惯了就可以了，慢慢来嘛。长大不哭嘛，他不哭。嗯、然后他进屋里面学习了，老师关门了，我走了，让他在那，我回家炖汤。回家炖汤，我就把锅汤放好了，我就去接他。刚接回来，在楼上，我再看汤一下。接回来好吃，点心。不知道他中午饭不喜欢。不是，我那里，我还在，就是他那里还没习惯，我们只在给他那里不行，待了有一天，他可能不舒服，不舒服。我赶紧就给你安住了。二百美美大张西装。我说那那就饭休息一下，下午两三点再去滴吗？几点？再踢一次。在哪边滴？在那边那个青年中发生那边。啊。两个面就给你安呢，酒叫那里好。那我先给王立群，你们喝汤啊。你不办。汤一会就凉，不好喝。今天炖鸡汤了。Ăn cơm mày. Trời ơi. Trời ơi, cái bày sách vở gì mà đầy vậy đây. Lấy sách vở đi cho mẹ để cơm nào. Mời cả nhà ăn cơm với mẹ con em nha. Mọi người uống canh nè, nóng quá. Từ từ. Mà con ăn cơm nè. Con tự xúc đi. Con tự xúc ăn cơm. Cái tay bỏ xuống đây. Cái tay này xúc gì nè. Rồi, xúc cho miệng. Trời ơi, anh thanh niên bữa nay đi học giỏi quá trời luôn á. Giỏi quá trời luôn á ông bà cô chú ơi. Thanh niên đi học giỏi quá trời luôn. Thanh niên học không có khóc nhẹ mẹ luôn á. Không khóc nhẹ cô giáo chứ. Quá giỏi. Thái băng la. Sư thái băng la. Thái băng la. Chúc thái băng. Tập xúc ăn cơm đi chứ. Mai mốt ở trên trường là cho ở trên trường tự ăn cơm chứ ai đút cho. Xúc đi con. Xúc ăn đi. Giỏi mẹ thương nha. Cho tập quen vài bữa xong rồi cho ở trên trường, ngủ lại trên trường luôn cả nhà. Chắc tập quen tầm tuần hơn tuần á, cảm thấy ổn ổn thì cho ở lại luôn, khỏi phải đón về nữa. Trời, canh gà mình hầm kiểu này ăn ngon lắm cả nhà, thơm cực kỳ luôn. Vừa ngon mà vừa bổ nữa, quá tốt. Thế nào mày hầm thử đi, ngon lắm. Ai mà hầm canh kiểu này là chắc là không biết rồi đó. Trời ơi, tao nói cái mùi nó thơm mà thơm. Thơm từ dưới lầu mà lên trên lầu cũng nghe luôn á.